Ngân hàng quýnh giùm chứ mà ổng có cỡ nào ổng quýnh được chứ. Mời các bạn xem kèo kỳ đội các bạn. Bên kia là nhân đầu vàng kỳ cho nam nhỏ nhà bạn Tịnh Biên bỏ cặp giò các bạn. Còn bên đây là hai đứa em Râm. Râm và Lam kỳ cho Lộc thầy giáo các bạn. Không không. Set này 2 cây ngoài 7 cây lại các bạn. Bên hai ra đồng năm thôi. Chúc cho các bạn luôn vui khỏe, may mắn, an toàn trong cuộc sống nha. Lấy kèm. Lấy kèm. Ở cá linh nghe là kèm rồi. Mấy kèo hôm qua không lấy kèm, bữa nay lấy kèm. Trời ơi. 1-0 nghe về bên ba. Anh vợ lấy kèm hoài, mấy kèo hôm qua không lấy kèm. Hai ra đồng không gói đó. Hai ra đồng không gói. Gọi chưa anh? 1-0. Đánh 10 điểm tới các bạn. 10 điểm nữa hả? Nhân đầu vàng vừa tự sát tại bãi cát các bạn. Đây là sân của cầu cháy gần cầu Trung Đùng các bạn, xã An Thành Trung, Trà Mới, An Giang nha. Tình hình hiện tại bây giờ đang hàng 6 đang lu bu các bạn. Ở phát nhẹ trước mặt anh Nhật cái thôi, được không? Vậy. Không có, đang giờ bây giờ nè, hiện tại bây giờ nè. Hiện tại bây giờ nè, đang giải lao nè, phát hưởng chết coi. Thử coi, đang 2-0. Trận đấu tiếp tục nha. Phát nhẹ 2-0. Không về, không cho che. Không cho che. Mày khó, bác tao khó, mày thua nghe gum. Sao bộ? Ôi. Sao bộ? Em á, lộ cái này im đó bộ. 3-0. Này em đó bộ. Ừ vậy đó bộ. Chưa bỏ tới 10 điểm biết rồi. 10 điểm nữa hả? 3-0. Ai đó, tao lên cho 5 gói nè. Vô hàng. Vũ đó rồi, Vũ ơi. Hàng 6 đang lu sơ bu nữa các bạn ơi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-0 các bạn. Nghi bên 3 mà bên bên 2 kêu vô hàng nữa các bạn ơi. Ghê gớm quá. Ba không. Cấp luôn đó, mấy bạn đường cấp luôn rồi. 4-0 nghiêng về bên ba. Rồi kèo này 4-0 mà bên hai còn tiền hoài, trời ghê gớm đi các bạn. Năm không đổi bên. Trời ơi, kèo thấy cái gì mà 5-0 mà vô tiền bên hai hoài trời. Không được rồi. 5-0 đổi bên. Hàng 6 hiện tại bây giờ đang lu sô bu các bạn, trời đang đổ mưa những hạt lâm râm nha các bạn.
Lam vừa phát bóng không vào lưới, 1-5. Trời ơi, 1-5 mà bên hai còn tiền hoài các bạn ơi. Hai năm sếp banh này ở ngoài 7-8 cây các bạn, ở trong có 2 cây các bạn. Trời đang đổ hạt mưa càng ngày càng to các bạn ơi. Vô vô. Vô. Hay quá, hay quá, lên thủ lại, hay quá. Bóng tốt, 3-5. Kèo này là nhân nhỏ kỳ cho Nam. Nhà bạn tình biên bỏ cặp giò các bạn. Còn bên kia là Rum và Lam kỳ cho thầy giáo Lộc, Đại học An Giang. 3-5. Bóng tốt, 6-3. Chết luôn. 7-3. Kèo này nếu không có gì thay đổi thì bên hai thôi, sách này nó chìm xuồng luôn các bạn ơi. Nam nhỏ giờ tự sát tại bãi cát luôn các bạn à. Tám ba. Bỏ cặp giò nặng thế bà, chứ không nặng. Hai thằng kia kia cứng quá phải không? Bốn tám. Ráng lên nè hai thằng nhóc. Còn nối còn tác. 4-8. Bóng ngoài. 9-4. Nam nhỏ lại tự sát tiếp các bạn à. Vô. Ở ngoài trời xấu rồi mà vô nhìn đẹp rồi. Sáng nào là sáng. Vô vô vô. Sao ngoài nhìn trời không thấy chuyển gì. Ủa mạnh vô. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Bên 3 thắng bên 2 nữa các bạn ơi. Nếu không có gì thay đổi thì bên 2 ra đảo. Còn đây là các fan hâm mộ của thầy giáo Lộc, Rum và Lam. Cái nhóm tàn quân bên chuồng bò chuẩn bị lấy tiền nè. Thank you các bạn đã luôn đồng hành cùng ủng hộ cho kênh Đài Lộc Bua Đầu Giò nha. Chúc các bạn luôn sức khỏe, may mắn, an toàn trong cuộc sống nha. Set đầu tiên là Nam nhỏ kỳ cho nhân đầu vàng bỏ ngực thua, và set này thì nhân đầu vàng kỳ ngược lại cho Nam nhỏ bỏ cặp giò thua tiếp các bạn à. Chắc xăng mà bên đây không dám quýnh kìa. Bên 3 set 2 cây ngoài 7-8 cây các bạn. Chêm xôn. Lại chắc xăng không quýnh chậu. Lại chắc xăng cũng như chúc các bạn xem YouTube luôn vui vẻ may mắn nha.
chuẩn bị qua 30 tháng 4 lễ này sẽ có mong sẽ có những cái kèo hẹn hấp dẫn xảy ra giữa các cầu thủ hạng nặng nha các bạn. Vì mùa dịch Covid đã qua rồi các bạn à. Thật sự thể dục thể thao đang dần dần trở lại rất đông rất vui lại nha các bạn. Đây là sân cầu Cháy, cầu Chân Đồng, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang. Sân rất đẹp nha các bạn. Đấy, nguyên cái nhóm này là cái nhóm người chiến thắng đưa nam nhỏ, nhân nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng này các bạn à. Bye bye các bạn nha. Thank you mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ cùng Đại Lâm Vua Đầu Dò nha.